Trong một mùa giải mà Chelsea đang không thể hiện được bộ mặt để làm đủ hài lòng các cổ động viên khi họ chỉ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, thì đâu đó vẫn còn có những điểm sáng lẻ loi trong đội hình của họ và đội phó Conor Gallagher là một trong số đó. Tiền vệ người Anh là một trong những cá nhân thể hiện phong độ ổn định ở Chelsea kể từ đầu mùa với 4 kiến tạo sau 19 lần ra sân tại Premier League. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Conor Gallagher sẽ phải rời sân Stamford Bridge ngay trong phiên chợ mùa đông sắp tới. Và thật bất ngờ, một trong những đối thủ tại thành London là Tottenham Hotspur đang là một trong những câu lạc bộ mong muốn có sự phục vụ của cầu thủ trưởng thành từ lò Cobham. Trả lời với tờ Daily Mail mới đây, chính huấn luyện viên trưởng Pochettino cũng đang bối rối về tương lai của cậu học trò trong thời gian sắp tới. Tôi không thể khẳng định Gallagher sẽ ở lại đội bóng sau kỳ chuyển nhượng này. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Vấn đề chuyển nhượng là chuyện giữa cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng, chứ không liên quan đến tôi. Gallagher sẽ đưa ra quyết định hoặc là các ông chủ. Tôi hạnh phúc với những gì hiện có tại Chelsea. Chúng tôi cần tập trung vào các trận đấu. Hiện tại tôi chưa muốn bổ sung thêm nhân sự ở vị trí nào. Thông tin này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều đến từ những cổ động viên và cả những người ủng hộ cho nửa xanh của thành London. Nhưng luồng ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình nhất chắc chắn chính là nếu bán Gallagher, đây sẽ là một quyết định ngu ngốc của ban lãnh đạo Chelsea. Tiền đạo Jimmy Floyd-Hasselbaink đã cùng các chuyên gia khác kêu gọi câu lạc bộ không bán Gallagher. Cựu cầu thủ của The Blue nói với Amazon Prime Video: "Tôi hy vọng rằng họ không bán anh ấy vì anh ấy mang lại cho bạn sự cân bằng mà tại thời điểm này đội bóng không có." Chia sẻ với Dajon, một cựu danh thủ của Chelsea khác là Emmanuel Petit cho biết: "Tôi hiểu sự thất vọng của các cổ động viên Chelsea khi Gallagher có khả năng đến Tottenham. Và bạn biết không, tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc điều đó ở trên báo. Tôi tự nghĩ, đó có phải là một trò đùa không? Vấn đề là gì sau khi yêu cầu cậu ấy trở về từ Crystal Palace? Nếu bạn muốn bán Gallagher vì bạn đã chi hơn 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng trong một năm, thì bạn không biết mình đang làm gì ở đội bóng này. Nhưng trên hết, bạn sẽ bán cho Tottenham, hàng xóm của bạn, một trong những đối thủ lớn nhất ở Premier League." Có ai nhắc nhở Todd Bowley về chuyện gì đang xảy ra ở câu lạc bộ này không? Họ nên giữ Gallagher. Rõ ràng họ muốn bán cầu thủ, thế thì họ còn có rất nhiều cầu thủ khác để bán trong phòng thay đồ đấy. Theo nhà báo Gianluca Di Marzio tuyên bố rằng Chelsea đã đặt ra mức giá 35 triệu bảng, khoảng 45 triệu đô cho Gallagher nếu anh chuyển đến phía Bắc London vào mùa đông năm nay. Còn theo các nguồn tin khác như The Atlantic, thì The Blue mong muốn con số từ 45 đến 50 triệu bảng cho thương vụ này. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè trước đó, Tottenham đã chỉ ra rằng họ quan tâm đến việc ký hợp đồng với tuyển thủ Anh, nhưng Chelsea vẫn bỏ ngỏ về khả năng bán cầu thủ của mình. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều khi Todd Bowley và các cộng sự được cho là sẵn sàng cho phép Gallagher ra đi và đã hoan nghênh sự quan tâm mới của Spurs đối với cầu thủ tốt nghiệp Học viện Cobham. Tottenham đang phải đối mặt với những thách thức về đội hình với Yves Bissouma và Pape Matarsa chuẩn bị lên đường tham dự Cúp các quốc gia châu Phi. Ngoài ra, họ sẵn sàng bán Pierre Benhoiber, người đang thu hút sự quan tâm từ Juventus và Napoli. Điều này đã thúc đẩy họ mong muốn nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán với Chelsea. Với Chelsea, vụ chuyển nhượng trên nếu diễn ra sẽ hoàn toàn vì vấn đề tiền bạc. Như đã nói, Gallagher là một sản phẩm tốt nghiệp từ học viện, không tốn tiền để The Blue đưa về, nên nếu bán anh, lợi nhuận đội bóng này nhận được gần như là 100%. Đó là lý do tại sao nhiều cái tên khác không được lựa chọn mà lại là Gallagher. Việc bán tiền vệ người Anh sẽ giúp Chelsea có được ngay một khoản tiền trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, trong tình cảnh họ phải đối mặt với luật công bằng tài chính. Nhà báo Sami Mobel đã giải thích điều đó trong postcard It's All Kicking Off rằng: "Cá nhân tôi nghĩ đó là sự điên rồ, nhưng lịch sử cho chúng ta biết rằng các đội bóng nhìn những cầu thủ cây nhà lá vườn theo một cách khác. Họ xem các cầu thủ ấy như những phương tiện để tránh đi luật công bằng tài chính. Nếu bạn bán một cầu thủ học viện, nó đại diện cho lợi nhuận thuần trên bảng cân đối kế toán. Sau đó bạn có thể chi nhiều tiền hơn cho các tài năng khác." Rõ ràng Chelsea cần viện binh, thế nhưng họ đã chi tiêu quá nhiều và giờ họ đang nhìn vào Gallagher và nghĩ rằng nếu chúng ta có thể nhận được khoảng 50 triệu bảng hoặc 60 triệu bảng trước khi hợp đồng của anh ấy hết hạn, chúng ta nên xem xét làm điều đó. Còn theo tờ 90 phút, Chelsea sẽ xem xét việc bán tiền vệ này vì đang ở trong 18 tháng cuối cùng của hợp đồng mà họ không muốn mạo hiểm để rồi mất anh theo một thỏa thuận với mức giá thấp hoặc miễn phí. Đây cũng là cách tiếp cận tương tự được sử dụng cho Mason Mount, người đã được bán cho Manchester United mùa hè vừa qua. Đó là những vấn đề được ban lãnh đạo Chelsea nhắm đến để giải quyết. Thế nhưng có lẽ họ đã bỏ quên đi một điều quan trọng nhất là màn trình diễn trên sân hiện tại của đội bóng.
Cho đến thời điểm này của mùa giải, mặc dù phong độ của đội bóng là không tốt, nhưng Conor Gallagher lại nổi lên như một trong những cái tên chơi ấn tượng nhất và đã đeo băng đội trưởng 13 lần với sự vắng mặt của Rick James và Ben Chilwell. Cựu cầu thủ Chris Sutton nói thông tin kể trên rằng Spurs có thể bán cầu thủ tốt nhất của họ cho Chelsea, nhưng lần cuối cùng điều này xảy ra là khi nào? Thật đáng kinh ngạc khi đội trưởng Chelsea chuyển đến Tottenham. Tham vọng của Chelsea với điều này ở đâu? Họ hy vọng sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí nào? Quả thật, việc bán Gallagher, nhất là nếu biến đỗ mới của anh là Tottenham, sẽ đem đến nhiều vấn đề dành cho Chelsea. Thứ nhất, họ sẽ đánh mất một trong những cầu thủ đang chơi ổn định nhất toàn đội. Trên chuyên trang thống kê SofaScore, tiền vệ sinh năm 2000 đang là người có điểm số trung bình cao thứ hai của Chelsea tại Premier League, đứng sau Cole Palmer và thậm chí còn xếp trên Enzo Fernandez. Trong khi bộ đôi tiền vệ đắt giá nhất lịch sử là Moses Caicedo và Enzo Fernandez vẫn chưa hoàn toàn thể hiện được hết giá trị của mình, thì Gallagher lại đem đến sự tích cực cho tuyến giữa của Chelsea. Chơi với vai trò là một tiền vệ box-to-box, cầu thủ 23 tuổi, chơi cực kỳ năng nổ và luôn sẵn sàng có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Mặc dù không có bộ kỹ năng quá hoàn hảo, nhưng bù lại ở Gallagher lại có một nguồn năng lượng giúp cho tuyến giữa của Chelsea vận hành tốt hơn. Chưa kể đến việc đội phó của The Blue còn thường xuyên thúc đẩy tinh thần cho cầu thủ trong đội ở những tình cảnh khó khăn. Đó là phẩm chất của một nhà lãnh đạo, điều hiếm thấy ở đội hình Chelsea vào lúc này. Việc bán đi một cầu thủ quan trọng như vậy trong giai đoạn nhạy cảm như thế này của mùa giải rõ ràng không phải là một ý kiến sáng suốt, nhất là điều đó còn gián tiếp bổ sung sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh như Spurs. Trong tay Pochettino lúc này vẫn còn có những tiền vệ khác như Romeo Lavia, Leslie, Ogochogo và Kanei Chukwuemeka. Có lẽ ông tin rằng nếu họ trở lại với thể trạng tốt nhất thì có thể sẽ là sự thay thế tốt cho Gallagher. Nhưng điều đó thật sự là quá mạo hiểm bởi những cái tên kể trên chưa mang lại được sự yên tâm và tính ổn định cần thiết. Thêm vào đó, Gallagher là một sản phẩm cây nhà lá vườn nên hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu về nhân sự của FA hay UEFA. Hiện tại Chelsea đã khiến cho người hâm mộ phải thất vọng không ít lần trong mùa giải năm nay. Thành tích của họ là không tốt và nếu bán đi Gallagher, chẳng biết điều tồi tệ nào sẽ tiếp tục xảy ra với đội chủ sân Stamford Bridge. Mới đây, theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano khẳng định chưa hề có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Chelsea và Tottenham về trường hợp của tiền vệ Conor Gallagher. Còn mong muốn của cầu thủ sinh năm 2000 vẫn là tiếp tục được gắn bó với đội bóng hiện tại. Thậm chí theo football.london, Gallagher còn nói rằng muốn ký vào bản hợp đồng mới với Chelsea. Thế nên các cộng viên của đội bóng này vẫn có thể hy vọng vào việc anh sẽ ở lại và bằng cách nào đó, câu lạc bộ và chàng tiền vệ 23 tuổi có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng. Câu chuyện về tương lai của Conor Gallagher có thể được làm rõ ngay trong tháng này khi kỳ chuyển nhượng mùa đông diễn ra. Hãy cùng chờ xem liệu ban lãnh đạo Chelsea sẽ đưa ra quyết định như thế nào để tránh mắc phải một sai lầm tai hại.